Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn tham khảo một cái mảnh rẫy, nó nằm tại cái làng Con Trang Lâm Loi, một trong những cái làng du lịch của tỉnh Kon Tum các bạn nhé. Thì lô đất rẫy của chúng ta sẽ rộng khoảng 361 các bạn ạ. Nó có khoảng 50m, nó bám theo cái hồ thủy điện các bạn nhé. Đấy, còn lại ba bề còn lại thì nó giáp với lại cái đất xung quanh. Có một mặt thì giáp với lại một cái con đường có thể đi xe hơi vào tận rẫy các bạn nhé. Đây là một trong những cái rẫy rất là đẹp, nó có cái view sang cái vườn hoa của cái thôn Con Trang Long Loi. Thì đây là một trong những cái địa điểm check-in các bạn ạ, rất nhiều khách du lịch. Nếu như không có dịch thì phải nói là khách ở đây là lượm được các bạn ạ. Thì lô đất rẫy của chúng ta hiện tại là anh chủ đang trồng cho mình là chủ yếu là cây cà phê các bạn nhé. Các bạn lưu ý sổ là cũng đang cắm trong ngân hàng. Đấy, hơn 3 sao, giá bán ra 450 triệu các bạn nhé. Đây là một trong cái lô rẫy phải nói hết sức là đẹp các bạn ạ. Một cái giá trị kinh tế hết sức là cao về mặt du lịch nghỉ dưỡng các bạn. Do gần đây một số anh chị cũng muốn tham khảo một số những mảnh rẫy ở khu vực cái đập thủy điện này. Thủy điện này còn rất nhiều cái tiềm năng đất đai các bạn, rất sức là nhiều. Đây các bạn đấy cái view sang cái nhà rồng này. Đây và giấy tờ sổ sách thì đàng hoàng các bạn.